Xin chào các bạn đã quay trở lại với mình là Nhân của Fanciko. Trong cái video clip ngày hôm nay, Nhân sẽ chia sẻ tới các bạn là cách mà chúng ta có thể ra quả bổ hay là quả đục hay là quả sút như thế nào gọi là dễ nhất, đơn giản nhất dành cho tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn mới tập chơi bóng bàn này nhé. Đầu tiên Nhân xin chia sẻ về cách cầm vợt. Các bạn có thể cầm hai kiểu, một là cầm giống như là cái Nhân giao bóng là Nhân cầm như thế này, còn hai là cầm giống như là các bạn đánh đều bình thường, thuận tay bình thường đó, thì đánh sao thì cầm y hệt như vậy ra. Còn tôi sẽ đứng thì các bạn đứng chân trái trước chân phải sau nha, đó giao nó rất là thuận hơn. Các bạn đứng chân phải chân trái sau nó bị sượng, các bạn giao xấu lắm. Rồi các bạn chú ý nha, để có một cú giao đột tốt thì tất cả các bạn cần phải thả lỏng tay nha. Rồi các bạn lưu ý là khi bạn tung lên thì các bạn sẽ hơi mở nè, nhưng tung bóng lên thì sẽ hơi mở cái cổ tay như ra, đúng không các bạn? Không làm sao cho là tay của các bạn khi mà các bạn chém được cái phần bên hông trái bóng, chém được cái phần bên hông trái bóng này, tung lên là chém bên hông trái bóng, các bạn thấy không? Đó, các bạn chém nè bên hông trái bóng là đứng mặt vợt chém bên hông trái bóng cũng được, hoặc là các bạn nằm mặt vợt xuống các bạn chém cái phần dưới trái bóng cũng được. Đấy, giao như nào cũng được, miễn là các bạn chỉ cần là đứng mặt vợt là chém bên hông trái bóng thôi. Đối với mà tất cả các bạn mới tập giao bóng đục hay là quả giao bóng bổ này á, thì các bạn không cần phải tung lên rồi để đạt cái động tác giả gì hết á. Các bạn chỉ cần là tạo được xoáy khi giao quả bóng đục thôi, bằng cách là đứng này, tung nhẹ lên, xong rồi đặt được ở bên hông trái bóng. Sau vài phút Nhân chia sẻ về kỹ thuật giao bóng đục hay là gọi là bổ dành cho tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn mà mới bắt đầu chơi á, thì Nhân mong là cái kỹ thuật này á, cái kỹ thuật giao bóng này sẽ giúp không ít thì nhiều đối với tất cả các bạn, sẽ thấy là cái quả giao bóng này nó sẽ dễ hơn và gần gũi hơn đối với tất cả mọi người nha. Các bạn thấy video clip của Nhân hay hữu ích, Nhân xin một like, một dislike, hoặc là một lượt comment, một lượt đăng ký kênh, hoặc là bất cứ thứ gì cũng được, miễn là các bạn nhớ cho Nhân, để cho Nhân tạo một động lực lớn để ra những cái video sau càng ngày nó càng hoàn thiện hơn. Các bạn gặp khó khăn gì về kỹ thuật chung bóng bàn hãy comment ở phía dưới, Nhân sẽ cố gắng giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn. Chúc các bạn đánh bóng bàn càng ngày càng hay hơn và thật nhiều sức khỏe nhé.